Mày có kỹ thuật tạo khối vẫn chưa trả thầy à? Làm gì có thầy, không phải mày. Mình vẫn còn, cũng được đó. Đẹp đẹp đẹp. Chả đúng ý hết đấy chứ. Mình cũng thích bức này. Đủ sáng tạo chưa shop ơi? Hôm nay chị cũng sáng tạo một bông hoa. Mình đã tô màu xong bức tranh cô gái rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.